Hello và chào mừng anh em đã bị tới với channel của mình nha. Clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục auto matching của một người lạ nha. Anh em xem thì đừng quên cho mình một like, một comment nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở mic trò chuyện với người, với mọi người anh em ạ. Số 4 ơi, tắt mic mất rồi. Ơi. Wow. Nghe giọng ơi một cái thôi mà. Chứ giọng giả tạo ấy, tin không? Giọng này thì anh nào mà chả ngất. Ừ, mấy thì... mấy chú kia thì thấy thế nào? Mấy chú là thấy bình thường. Cái này đi làm về. Cái này đi làm về mệt, cái kêu ví dụ như là vợ đi kêu vợ ơi, cái ơi cái nghe cái xỉu hết mệt. Nghe phát cái là khỏe luôn đúng không? Là giống như là hết máu rồi, bơm máu rồi, nó đầy máu rồi. Hợp lý luôn mấy chú. Không, không, cái này mới gọi là hết linh. Y định mệnh thì hết linh luôn. Nghe cái giọng thôi là có một động team, lực. Một team, một team, hai thằng, một team, hai thằng, một team, hai thằng. Okay. Một team, hai thằng. Có động lực để cười đi rồi đấy. Nó trước mặt mình luôn. Được đấy, được, đấy, được của nó. Không có súng rồi. Nghe vừa bật ngắm thì nó vào nhà rồi. Đâu, bài từ 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 đợi thôi ông ơi. Đợi. Sau rồi, sau rồi. Sau cam nhá. Chơi nó luôn đi. Đừng, nó đông nha, đông nha. Nó có đồng bộ. Mũ giáp à, mũ giáp đã. Không giết được nó luôn thì cứ rút đã. Đông, không biết nhưng mà đông. Hai ba team nhiều lần. Thì dọa nhau thì 2-3 team. Ồ. Thiệt, nó dốc làm cái gì. Ít gì cũng 2 team á. Ít gì cũng 2 team đó. Đi chung, đừng đi. Đi chung, đừng đi. Tập hợp nào. À đủ. Ê, quay lại sao, hỗ trợ sao nè. Đổ số 2 nè. Sau có một thằng, đúng không? 2. Xong rồi, thằng ở... 2 đúng rồi, thấy có một thằng thôi. Ở chỗ đằng sau ấy. Sao đâu đấy? Đâu phải hàng đó. Có mũ 3 sao. Sai rồi, không phải hàng đó. Ở trên kia có tiếng, lên dần đi mọi người. Trên nào? Vừa nó bắn nhau ở trên đầu này nằm chứ. Nằm cỏ đâu đây nè. Nằm cỏ á? Tôi đoán nằm cỏ đâu đây nè. Đâu, chỉ có một thằng chạy ở quanh mình chứ. Mốc nó đang đợi mình thì có. Đó. Ôi, đừng gạt bạn ơi. Ở đâu? Hai đậu phộng. Mày gặp. Trời ơi. Mày không gạt ai. Bên khao có người nha. Bên thắc móc có người nha. Tao mày không gạt hai chú kia. Mợ mày. Mày đi đồng đội nó mà nó làm gì nó giết mình dữ vậy. Trời ơi. Khổ ghê. Tao mày không gạt hai chú kia. Cuộc sống này quá bon. Đó. Thôi bắn đi. Tập trung chuyên môn đi. Không thể làm mà tập trung được nữa rồi. Uầy, bắn nhau này. Bắn nhau. Không sợ nhìn vừa thôi. Vui ấy. Thiệt. Nó bắn nào trên này mấy cậu ơi. Mấy chú ơi. Wow. Ủa, nó bắn ở bên bọn ngoài đường con thằng kìa, ngoài lỗ con thằng kìa. Đây đi vòng đường này. Kêu bên số 2. Đi. Ngoài lỗ con thằng, bắn số 2 thấy không? Kêu số 2. Ôi mù mắt tôi ông ơi. Trời ơi, mù làm sao mà được. Bộ nó bắn nhạp đây nè, đây là gần resort nha. Ok.
kìa kìa, bắn nhau kìa, bắn nhau kìa. Bắn trên đồi này này. Enemies ahead. Lốc 1 gạt 1. Chạy máy chưa thấy trong nó đâu này. Trên đồi hướng SVK ở đây này, đây này. Bọn đang có mát ở vừa tăng ở đấy mà, biết rồi nhưng mà không thấy chính xác ở đâu. Mình phải tìm góc để chơi bọn này. Kiếm khẩu M4 không ra trời. Mình sẽ trả thù cho cậu, số 4 ạ. Đây đây đây. Ôi, headshot được phát đến mày. Thấy rồi. Nó đang bối rối, không biết bắn đâu đây. Đây, thằng khác bắn được rồi. Đã đủ, vẫn đang combat ạ, chưa xong à. Khó thế nhỉ? Ui. Ui định mệnh có thằng ở hòn đá này chứ. Nó ở xa, nó ở xa. Ơ? Căn đam. Bắt đầu căn đam không chuẩn đây. Không tiệt là khốn nạn. Nhìn quả bò đi. Kìa nhìn cho, nó chạy kìa, nó chạy kìa. Vẫn còn đang combat cơ mà. Mấy con lợn này. Bắt được mấy con lợn này. Chạy đâu hết rồi. À, chạy à, chạy à, chạy đâu. Enemies ahead. Này, mình tự chiến ở ngoài bo rồi. Xem mày chạy đâu. Rồi, clear, clear. Lên chưa, lên chưa? Clear, clear. Clear còn đâu, clear rồi. 3k gì vậy? Có giảm dập không? Có. Thôi hình như số 4 ao mất rồi. Ao đây chứ tính trừ điểm rồi à. Wow, vẫn là trong luôn. Trời. Trời ơi. Tính từ cái lúc mình chết á. Xem chắc được thêm 1-2 điểm. Dừng dừng lại để cho số 1 đồ. Dừng lại đi cậu ơi. À quên, mình 2000 mình để gọi cậu ơi. Dừng lại đi chú ơi. Chú nè. Chú ơi. Máu nè. Nước nè. Trời ơi không lấy là dỗi luôn đấy. Ok. Dỗi thực sự. Cười gì? Cười gì tui? Không phải tại vì cái giọng của thứ hai nghe kiểu nó sao sao. Nghe kiểu sao sao như nó dư nào. Kiểu như là bắt không phải bắt nào không phải nào. À, ra là mình người bắt nhưng mà không, mình kiểu không, như là không tiếp phải, xúc. Không phải, không phải, không phải. Lộn lộn, không, nó lại, nó lại. Kiểu trai, không phải trai, gái, không phải gái. Trời đù. Vô lý. Vô lý thực sự. Vô gì đâu. Giọng người ta như dư này mà lại bầu như thế thì vô lý. Quá sai lầm. Nhưng mà tôi nghe sao thì tôi nói lại được phố thôi.
Buồn thực sự. Ether giờ số tuổi đúng không nào? Buồn thực sự buồn. 10 tuổi mà hiểu biết hơi rộng rộng là nghe vẻ sai sai nha. Ví dụ như mà ví dụ như giọng cái chú số 1 như vậy, chú số 3 thì nghe ra giọng Bắc ấy. Con giọng ông thì nghe không ra Bắc không ra Nam, mà trai không ra trai, gái không ra gái. Vậy số 3 giọng Bắc hả? Số 3 giọng Bắc hả? Hả? Trai không ra trai xong rồi gã ra gái xong rồi Nam không phải Bắc không phải, thế là giọng gì ta? Đấy thì tìm một Bắc một Nam một nửa ấy, có thế có nét có nét. Hình như trên đồi. Trên đồi. Ủa cái gì đấy? Đâu, trên đồi á. Trên thấy một thằng nhiều lăng ba vi bộ đấy. Đâu. Mấy con nhọn này, à đang con bát à? Rồi bắt đầu bắt đạn đi đã. Đâu vậy mấy thanh niên? Ô. Không phải. Lên trên đồi bắn một này trước. Đâu, này. Đâu thứ ba cơ. Bọn nó đang combat mấy bọn bên dưới. À đây rồi, mấy con lợn. Chạy thẳng cái kéo này là lúc nãy thôi, tôi thấy. Ô, có lia bên dưới. Có bên trên này không? Sờ mốc này. Từ đã, đang sấm bốc đó. Có một thằng ở dưới nữa, đang chạy lên. Vừa chạy xong. Đây rồi, đây, chạy gần rồi này. Một thằng này. Đang có thằng ngay gần mình ấy. Hai thằng này. Ba thằng này. Gì đây? Có một thằng ném cái gì? Có một thằng đang chạy lên. Này nó lên nó ném hai quả nết. Đây, sau còn đã. Clear. Ghê, bắn như ghê rồi. Ôi, cháu không tin là mời cháu giết người đấy mấy chú ạ. Khô thật. Cháu không tin là vào cái khả năng của mình nó là tầm dư này nữa. Tại sao mình giết được người? Vô lý. Khi nào thì AK mới lắp được tay cầm. Vậy khi nào cháu mới chiếm được trái tim của số 4 chạy? Số 4 ơi! Thôi, cô ấy đã đi thật rồi. Thật là buồn. Chạy bo thôi mấy chú ơi. Không lại che con lại có một tình huống chết bo ngu người đấy. Như nãy. Một cái chết nhặt vẹt. Trời ơi cô ấy đi rồi mấy chú ơi. Wow. Trời ơi, lại được nghe giọng cô ấy rồi. Uầy. Hết mệt chưa mấy chú? Má mới gọi. À, nghe phát cái tỉnh người. Ôi, trong nhà có người. À, con nhọn này. Hay lắm. À, chạy kìa. Chứ mình đấy nhé. Chạy đâu luôn. Rồi, clear luôn. Phải. Trời ơi. Sao mình có thể giết người như vậy? Cao thủ vô giành kill hết à. Không, cháu không biết bán đâu. Cháu hăn hên à, cháu chả hiểu sao cháu giết được người luôn á. Vô lý. Mấy cái nhà kho này bán đồ vô không hiểu sao. Vô lý đến nỗi mà chỉ tôn 19 luôn ấy. Chỉ tôn là do mình đi núp ấy, mình cứ dựa vào đồng đội mình thì như mấy cậu à mình nói từ lúc đầu ấy, mình cứ lấp xong rồi rồi. Mình đợi đồng đội mình clear nhưng mà không hiểu sao mình bắt được người. Ông Diễn giống như ông Hồng Hoa đấy. Hả?
Ông hơi bị diễn đấy, diễn hơi bị sâu ấy. Không, mình có diễn viên diễn bổng gì đâu. Diễn là thôi thôi thôi, được rồi, ok tôi tin ông, ok tôi tin ông. Ôi, mình lại thích bạn hơn là bạn đã tin mình rồi. tìm được những người đồng đội tin tưởng như cậu thì hơi bị khó nha. Thế từ giờ tôi không tin ông được. thế giờ tôi không tin ông thì tôi ông cả tay đôi à? Bị dỗi luôn. Tôi cứ làm như ông nhỏ nhở? Thì cậu không tin mình thì mình phải dỗi chứ. Mình đi cãi nhau với cậu nữa thì mình không thể cãi nhau được. Mình không cãi lại. Cái gì đây? Có người à? Ok, tôi sai, tôi xin lỗi, ok. Không, tất cả là lỗi của mình. Quà bật trên đâu. Mở cửa này. Đấy. Thử kiếm góc ngon ngon á. Chưa nhìn thấy. Chết đã. Còn một. Thò ra, nào, thò ra. 10 tỷ, à đây rồi. Uầy! Anh gì ơi! Anh ơi! Em còn vợ trẻ con dài anh ơi! Chỉ trễ anh ơi! Nửa máu chứ con! Hai thằng đấy! Ok! Vừa như cái khẩu gì? Khoảng 13 giây! Mấy chú ơi! Chạy vòng trái! Cứ đây! Đừng! Chơi bọn này luôn chú! Trông cho nó luôn! Tóc cháu không xoăn nên cháu không xoắn chú ạ! Bắn bực à? Ok, bạn ơi, từ thôi, sống chậm thôi. Rồi, cháu thấy nó rồi. Ủa, sống chậm, sống nhanh nó khác nhau cái gì không? Bắn tao nè mày. Hai từ từ. Bắn kép. Ôi ôi, ai gọi mình vậy? Đừng... Trời ơi, tầm này... Chú giết được nó rồi đúng không? Chứ mà còn. Có hai thằng đúng không? Chứ mà còn. Đúng rồi, nó bắn xuống nhóm phẹp phẹp kìa. Ôi! Rồi, cờ liên bọn này. Trên đồi kìa. Nào bạn thò ra. Ngoài bo. Ai sẽ chết được chết kìa. Vậy thì ai được. Còn 3 thằng trên đấy thôi, đúng rồi, có đủ 3 thằng trên đấy luôn. Ôi. Đấy, cái hốc đá cái hôi. Rồi, thay. Một viên đầu. Có giáp bắn à, sao 2 phát xuống luôn hả? Nó ăn một viên ở đầu rồi. Nó trong bó hoa, khốn nạn thế. Đi dòng bó phải nè, dòng bó phải nè. 11 giây kìa. Sờ mốc mới chạy được. Số 4 ơi. Ơi. Wow, nghe thấy cậu làm mình vô rồi. Mình có động lực để bắn một này. Ôi cái này mà không... Trời ơi, bọn nó ở trên bo, khốn nạn thế. Thật là buồn. Mất top 1 rồi mấy chú ơi. Buồn thiệt sự.